Quốc khai trừ đảng cựu Bộ trưởng Quốc phòng với bản hạch tội duy nhất trong một thập kỷ. Dự báo ông Trump thắng áp đảo trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nga cảnh báo NATO đang mở đường cho Thế chiến thứ ba. Ukraine và phương Tây nên tìm kiếm một giải pháp thương lượng với Nga. Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo tờ sau China Morning Post, SCMB, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã ngã ngựa Ngụy Phượng Hòa, có thể đã bị một thế lực thù địch lôi kéo như cụm từ đặc biệt trong thông cáo xử lý chính thức ám chỉ ông Nguyễn Phượng Hòa, người tiền nhiệm của ông Lý, đã biến mất khỏi công chúng kể từ khi ông được thay thế vào tháng 3 năm ngoái trong một cuộc cải tổ nội các theo kế hoạch. Ông Ngụy là người đứng đầu lực lượng tên lửa chiến lược PLA từ năm 2015 đến năm 2017. Hồi đầu năm, ông không có mặt trong danh sách các quan chức cấp cao về hưu được lãnh đạo Trung Quốc gửi lời chúc Tết Nguyên đán, cũng như không tham dự tiệc châu đại chính thức nhân dịp Quốc Khánh hồi năm ngoái. Trong một động thái chưa từng có, ngày 27 tháng 6, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhóm họp và quyết định khai trừ ông Ngụy Phượng Hòa, chấm dứt tư cách đại biểu tại Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với ông. Tân Hoa xã đưa tin, cơ quan giám sát và kỷ luật của Quân ủy Trung ương đã mở cuộc điều tra ông Ngụy từ ngày 21 tháng 9 năm 2023. Ngụy Phượng Hòa đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và tổ chức Ông Ngụy đã giúp đỡ người khác đạt được những lợi ích không chính đáng trong việc sắp xếp nhân sự. Ông còn vi phạm nghiêm trọng kỷ luật về liêm chính, nhận tiền quà tặng trái với quy định liên quan. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng quyết định chuyển kết quả cuộc điều tra cho cơ quan kiểm sát của quân đội để kiểm tra và truy tố. Trước đó, Ngụy Phượng Hòa đã bị quân ủy Trung ương tước quân tịch và quân hàm. Theo SCMB, trong khi Bắc Kinh chưa tiết lộ chi tiết về hành vi phạm tội của Ngụy Phượng Hòa, một cụm từ cụ thể trong thông cáo xử lý ông ta đã thu hút sự chú ý của các nhà quan sát Trung Quốc. Với tư cách là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và quân đội Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa đã đánh mất niềm tin, mất lòng trung thành. Hành vi của Ngụy không xứng đáng với sự tín nhiệm, ủy thác của Trung ương Đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương Trung Quốc, làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường chính trị của quân đội, gây thiệt hại to lớn cho sự nghiệp của Đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công cuộc xây dựng quân đội quốc phòng và hình ảnh cán bộ lãnh đạo cấp cao, tính chất sự việc cực kỳ nghiêm trọng, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu và đặc biệt nguy hại. Thông cáo của Tân Hoa Xã về kết luận của Bộ Chính trị Trung Quốc nêu trong số tất cả các tướng lĩnh hàng đầu đã ngã ngựa trong cuộc chiến chống tham nhũng của trung quốc ngụy phượng hòa là người duy nhất bị mô tả là mất lòng trung thành âm hán việt là trung thành thất tiết những nhà quan sát trung quốc quen thuộc với lịch sử của đảng cộng sản trung quốc lưu ý rằng trung quốc đã sử dụng cụm từ này như một uyển ngữ nói giảm nói tránh để ám chỉ hành động phản bội đảng và bị một thế lực thù địch lôi kéo theo scmb việc tìm kiếm các thông cáo do ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương ccdi cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc và các ban ngành quân sự phối hợp với CCDI công bố cho thấy rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa là người duy nhất bị gán cụm từ kể trên trong một thập kỷ qua. Một nhà khoa học chính trị từ Đại học Nhân dân Bắc Kinh cho biết, từ thất tiết có liên quan nổi bật nhất với cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hướng Trung Phát 1880-1931 hay Cố Thuận Trường 1904-1935, người đã phản bội để theo quốc dân đảng, đối thủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc nội chiến Trung Quốc 1927-1949. Nhà bình luận quân sự Hồng Kông Liang Go Liang nhận định ngôn từ hạch tội hiếm gặp và gay gắt như vậy cho thấy tội lỗi của Ngụy Phượng Hòa có lẽ vượt xa việc nhận hối lộ. Liang cũng đối chiếu việc này với thông cáo của Tân Hoa Xã về các sai phạm của ông Lý Thượng Phúc. Mặc dù có giọng điệu nghiêm khắc không kém, nhưng chỉ nói rằng Lý đã từ bỏ sứ mệnh ban đầu và đánh mất các nguyên tắc đảng, một cụm từ chuyên dùng để chỉ trích những kẻ đưa hoặc nhận hối lộ. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra chắc chắn là bí mật hàng đầu và chúng ta sẽ không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Nhưng thuật ngữ thất tiết dường như ám chỉ rằng hành vi của Ngụy có thể đã cho phép đối thủ của Trung Quốc thu được gì đó từ nó. Lê Áng nói, Theo SCMB, Ngụy Phượng Hòa là sĩ quan đầu tiên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phòng quân hàm cấp tướng, chỉ 10 ngày sau khi ông Tập trở thành người đứng đầu đảng và quân đội Trung Quốc vào tháng 11 năm 2012. Ba năm sau, Nguyễn Phượng Hòa trở thành tư lệnh đầu tiên của quân chủng tiên lửa khi lực lượng này tái cơ cấu vào cuối năm 2015 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2018 sau khi ông Tập bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Trung Quốc thứ hai. Thượng nghị sĩ Dân chủ Michael Bennet mới đây nói rằng, ông Trump đang trên đường giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay và đó có thể là chiến thắng áp đảo. Đảng Cộng Hòa sẽ giành cả Thượng viện và Hạ viện sau bầu cử tháng 11. Song không kêu gọi Tổng thống Biden dừng tranh cử, mà cho rằng đây là vấn đề Tổng thống nên cân nhắc. Ông Bennett là thượng nghị sĩ dân chủ đầu tiên công khai lên tiếng cho rằng Tổng thống Joe Biden không thể thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Bên cạnh đó, nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào Nhà Trắng và Đảng Cộng Hòa kiểm soát lưỡng viện, ông Bennett sẽ gặp trở ngại khi thực hiện những thay đổi chính sách lớn. Man thể hiện bị xem là thảm họa của ông Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump, cùng mức độ ủng hộ thấp của công chúng sau đó khiến một số nghị sĩ dân chủ hoài nghi khả năng tái đắc cử cũng như năng lực hoàn thành nhiệm vụ của tổng thống. Nhiều nghị sĩ bày tỏ lo ngại, tổng thống Biden đã không nỗ lực hết mình để thuyết phục cử tri rằng màn thể hiện trong cuộc tranh luận là sự cố ngoài ý muốn, không phản ánh đúng năng lực của ông. Tuy nhiên, tổng thống Biden tiếp tục khẳng định ông là người phù hợp nhất để đánh bại đối thủ là ông Trump. Về phía cựu tổng thống Donald Trump, ông cho rằng Ông Biden sẽ không từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo cựu tổng thống Mỹ, Đảng Dân chủ về áp dụng tu trình án thứ 25 mới ngăn được quyết định của ông Biden. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi đối thủ Joe Biden sẽ tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, bất chấp có nhiều tiếng nói trong Đảng Dân chủ kêu gọi ông Biden nhường chỗ lại cho một ứng cử viên trẻ hơn. Ông Trump cho biết thêm rằng, vị trí ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ cũng đã được chốt khi ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này hồi đầu năm. Ông Trump trả lời Đài Fox News Ông ấy có nhiều quyền lực. Ông ấy đã giành đủ số phiếu đại biểu. Khi có được các phiếu đại biểu, trừ khi ông ấy nói, tôi sẽ rút lui. Người ta sẽ không thể làm gì để ông ấy bỏ cuộc ngoài việc áp dụng tu trình án thứ 25. Theo hãng tin Reuters, tu trình án thứ 25 của Mỹ cho phép Phó Tổng thống và các thành viên nội các tuyên bố Tổng thống không thể thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ, đồng thời chuyển giao công việc cho Phó Tổng thống giữ quyền Tổng thống. Ngày mùng 10 tháng 7, cơ quan báo chí quân khu miền Đông của hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, hai khinh hạm thuộc hạm đội này gồm Resky và Gromki đã tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm ở biển Hoa Đông. Các chiến hạm này đã tiến hành diễn tập tìm kiếm, phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm của đối phương. Cụ thể, theo kịch bản tập trận, một tàu ngầm đối phương được phát hiện đang theo dõi hoạt động của các tàu Nga. Trực thăng KA-27PS đã xuất kích. Từ đó, các thủy thủ đoàn sử dụng tín hiệu đặc biệt để buộc tàu ngầm địch nổi lên khi đối thủ từ chối yêu cầu, thủy thủ đoàn của các tàu hộ tống đã tiêu diệt tàu ngầm bằng ngư lôi và tên lửa chống ngầm RBU-6000 Smash 2. Trước đó, hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin từ phòng báo chí của hạm đội Thái Bình Dương cho biết, hai tàu Resky và Gromky đã rời cảng Vladivostok ở Viễn Đông để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin nêu rõ, khi rời khỏi căn cứ chính của hạm đội, các thủy thủ đoàn đã thực hành các biện pháp chuẩn bị khẩn cấp cho trận chiến và khi đi qua một khu vực hẹp, họ đã tiến hành huấn luyện đẩy lùi một cuộc đột kích của máy bay không người lái UAV của đối phương giả định. Các tàu Reski và Grumki sẽ tiến hành một số cuộc tập trận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm giả định của đối phương, đồng thời cũng sẽ xây dựng các thuật toán chung cho phòng không và phòng thủ chống phá hoại trên biển. Theo truyền thông nhà nước Nga, tàu Reski có thể chống lại tàu ngầm và tàu mặt nước của đối phương, tấn công các mục tiêu ven biển và chống lại máy bay của đối phương đã được đưa vào biên chế hạm đội Thái Bình Dương từ tháng 9 năm 2023. Theo hãng thông tấn TASS, tàu Kromki cùng lớp với tàu Reski đã được đưa vào biên chế hạm đội năm 2018. Trước đó, Nga đã không ít lần đưa chiến hạm hoạt động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ truyền thông Nga vào cuối tháng 1 năm nay cho hay tàu hộ vệ nguyên soái Saposnikov thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã thực hiện một cuộc tập trận chống ngầm tại Biển Đông. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đội tàu chiến Nga và Trung Quốc tuần tra chung tại Thái Bình Dương và tổ chức diễn tập hải quân ở biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Jasnoborovka ở vùng Donetsk. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ thông tin trên và khẳng định ngôi làng là một trong những nơi mà quân đội nước này đang bảo vệ. Theo đó, trong báo cáo hàng ngày về mặt trận, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhờ những hành động quyết đoán, các đơn vị thuộc cụm quân trung tâm đã giành quyền kiểm soát khu định cư Jasnoboroka và cải thiện các vị trí chiến thuật. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Jasnoboroka là một trong chín ngôi làng thuộc khu vực Pokrovsk của vùng Donetsk, nơi lực lượng Ukraine đã chống lại hơn 20 nỗ lực tiến quân của Nga. Deep State, blog quân sự nổi tiếng của Ukraine, không đề cập đến Jasnoboroka trong báo cáo hàng ngày, nhưng xác nhận giao tranh quyết liệt đang diễn ra ở các khu vực lân cận. Trong diễn biến có liên quan, kênh Rea cho biết, gần Ocheretino, lực lượng Moscow đã tiếp cận điểm cung cấp đạn dược tiền phương của Ukraine theo hướng Adipka. Cụ thể, quân đội Nga gần Ocheretino đã chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương, chiếm giữ Sokol và Voskhod. Thành công này giúp các mũi xung kích có thể tiếp cận Novoselovka 1 từ phía Bắc. Đây là cứ điểm phòng thủ quan trọng, đồng thời là điểm cung cấp đạn dược tiền phương của các đơn vị Ukraine trong khu vực này, một phần vũ khí trang bị của họ vẫn còn trong làng do không thể sơ tán do máy bay không người lái Nga liên tục săn diệt phương tiện cơ giới, khiến đội xe của Ukraine suy giảm đáng kể. Các binh sĩ Ukraine ở Novoseloka là nhóm quân tiền phương bị kẹp ngay giữa hai mũi tấn công của Nga từ Novopokrovsky và Sokol. Cùng với khó khăn trong việc vận chuyển quân tiếp viện do thiếu phương tiện vận tải và quân dự bị, điều này sẽ làm phức tạp rất nhiều nhiệm vụ giữ vị trí cho Bộ Chỉ huy Ukraine. Ở phía tây Ocheretino, lực lượng Moscow đã tiến tới vùng ngoại ô Vosvizenka và Lozovatsky. Tất cả những gì mà Ukraine làm được ở đây là làm chậm bước tiến của quân đội Nga, bất chấp việc phải trả giá bằng những vũ khí trang bị do phương Tây viện trợ vốn đã rất khan hiếm. Cũng tại mặt trận Adipka, các nguồn tin của RV Voyankory cho biết nhóm quân trung tâm của Nga đã xuyên thủng phong tuyến và đánh bật đối phương khỏi Evgenovka, đồng thời chiếm Novoselovka 1, tiến xa hơn về phía Pokrovsk chắc chắn sau khi dọn sạch tàn quân Ukraine và bảo vệ vững chắc Evgenovka, Bộ Quốc phòng Nga sẽ chính thức công bố quyền kiểm soát khu định cư này. Các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận những thất bại mới của lực lượng Kiev. Theo tờ The Guardian ngày 10 tháng 7, cơ quan an ninh Nga FSB nói rằng tình báo Ukraine đã liên lạc với thành viên thủy thủ đoàn của tàu sân bay đô đốc Kuznetsov ở Murmansk và hứa hẹn sẽ trả tiền cũng như hỗ trợ quá cảnh tới Phần Lan sau khi thực hiện thành công vụ phá hoại con tàu này. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, FSB đã mở vụ án hình sự. Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất trong biên chế hải quân Nga, được chế tạo và đưa vào biên chế từ thời Liên Xô. Moscow gọi đây là tuần dương hạm hạng nặng, mang được máy bay, nhưng nó thường được coi là tàu sân bay hoàn chỉnh. Đô đốc Kuznetsov có lượng dạn nước 55.000 tấn, dài 305 m ứng dụng thiết kế cầu nhảy, cho phép vận hành tiêm kích hạm Su-33 và MiG-29K có thể đạt tốc độ tối đa 54 km/h và tầm hoạt động lên tới 15.700 km. Thủy thủ đoàn của tàu Kuznetsov gồm 1.690 người. Chiến hạm thường mang theo 18 tiêm kích Su-33, 6 tiêm kích MiG-29K và 6 trực thăng, trang bị 12 tên lửa hành trình P-700 Granite với tầm bắn 625 km, cùng hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và pháo phòng thủ cực gần. Trước đó, theo đài Sputnik, ngày 8 tháng 7, FSB cũng cho biết trong một tuyên bố FSB đã ngăn chặn một nỗ lực nữa của lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhằm cướp một máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga và đưa ra nước ngoài. FSB đã phát hiện có sự tham gia của các đơn vị đặc biệt từ những nước thành viên NATO trong quá trình chuẩn bị và thực hiện hoạt động này. Máy bay ném bom mang tên lửa siêu vật âm tầm xa Tupolev Tu-22M3 có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên bộ bằng tên lửa dẫn đường và bom trên không. FSB cáo buộc tình báo Ukraine đã tìm cách chiêu mộ một phi công quân sự người Nga, hứa thưởng tiền và cấp quốc tịch Italia cho người này để cướp máy bay và lái đến địa điểm được chỉ định. Phi công quân sự Nga nói trên cho biết trong một video do FSB chia sẻ rằng mình đã được trả 3 triệu đô la Mỹ để cướp một máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Số tiền này bao gồm 1 triệu đô la Mỹ do Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Ukraine Ukroboronprom cung cấp. Phi công trên nói rằng phía Ukraine đã liên lạc với mình qua kênh Telegram để mua thông tin về máy bay chiến đấu của Nga, bao gồm số hiệu thân máy bay, tình trạng kỹ thuật và lịch trình bảo dưỡng. Phi công này cũng thừa nhận người thân sẽ bị đe dọa nếu từ chối hợp tác. Phi công Nga nói thêm rằng tình báo Ukraine đã chuẩn bị giấy tờ đi lại tại Ba Lan cho người thân của mình, bao gồm cả thẻ căn cước Ba Lan cho vợ, cũng như một tài khoản ngân hàng Ba Lan. Sau vụ cướp, gia đình họ sẽ bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó họ sẽ được hộ tống đến Ukraine qua Moldova. Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại thủ đô Washington DC của Mỹ tập trung chủ yếu vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, đối đầu với Nga và hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh NATO. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường tiềm năng quân sự của NATO. Các đại biểu tham gia hội nghị sẽ kỷ niệm 75 năm thành lập NATO. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm sẽ bị lu mờ bởi màn thể hiện không thành công của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận trên truyền hình với cựu Tổng thống Donald Trump mới đây. Ngay cả những người ủng hộ trung thành nhất của Tổng thống Joe Biden cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng lãnh đạo Mỹ và NATO của ông. Tờ Politico lưu ý, các đồng minh trong NATO nghi ngờ triển vọng tái đắc cử của ông Joe Biden. Do đó, ông sẽ phải thể hiện tố chất lãnh đạo và chứng tỏ năng lực của mình tại hội nghị thượng đỉnh. Ngoài ra, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov mới đây bình luận trên kênh Telegram rằng ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh NATO đã tái khẳng định bản chất gây hấn của liên minh. Mỹ và các đồng minh tiếp tục giao giảng về chủ nghĩa quân phiệt và mở rộng quân sự. Theo ông Antonov, nhiều quốc gia trên thế giới phải đối mặt với chính sách gây hấn của tập thể phương Tây hàng ngày. Đại sứ Antonov cáo buộc các nước thành viên NATO đang đi trên con đường gia tăng căng thẳng và trên thực tế mở đường cho thế chiến 3. Nhà ngoại giao Nga cho rằng các nước này đang bị thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng vì không thể đánh bại Nga bằng cách sử dụng Ukraine làm lá chắn. Ông Antonov nói thêm, trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh NATO, chúng tôi không nghe thấy một lời nào về hòa bình, nhưng lại bùng lên xung đột và tác động mạnh mẽ đối với đất nước chúng tôi. Bằng cách đó, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang đe dọa người dân của chính nước họ và biện minh cho việc tăng mạnh chi tiêu để hỗ trợ chính quyền Kiev nhằm gây ra thất bại chiến lược cho chúng tôi. Theo ông Antonov, chính sách mà Mỹ và các đồng minh theo đuổi đang gây ra sự phản đối trên toàn cầu. Nhà ngoại giao Nga kết luận, các nước đông và nam bán cầu không quay lưng lại với Nga. Họ ủng hộ mục tiêu tạo ra một trật tự thế giới công bằng không có ranh giới phân chia, dựa trên cơ hội phát triển bình đẳng và nguyên tắc an ninh không thể chia cắt. Bên cạnh đó, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục nói lên sự thật với thế giới, bất chấp việc các chính phủ và truyền thông phương Tây từ chối cho phép công dân của họ nghe những gì từ Moscow nói. Hồi tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã yêu cầu quân đội trình bày kế hoạch về biện pháp phản ứng với những hành động thách thức liên quan đến sự tham gia ngày càng tăng của NATO và cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Russia Today, số lượng máy bay không người lái chiến lược của Mỹ trên biển đen ngày càng tăng, với nhiệm vụ tiến hành trinh sát và cung cấp dữ liệu mục tiêu cho vũ khí mà các quốc gia phương Tây viện trợ cho Ukraine để tiến hành những cuộc tấn công nhằm các mục tiêu của Nga. Thông điệp cảnh báo, những chuyến bay như vậy làm tăng khả năng xảy ra sự cố không phận với máy bay quân sự Nga cũng như gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các quốc gia thành viên NATO sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào như vậy. Theo AFP, Mỹ thường xuyên thực hiện các chuyến bay không người lái trên biển Đen. Washington luôn khẳng định hoạt động này được tiến hành ở không phận trung lập và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ukraine có một cánh cửa rất hẹp để xoay chuyển động lực của cuộc xung đột theo hướng có lợi cho mình. Ngay cả khi đó, người Nga vẫn đang nắm giữ phần lớn quân bài. Viết trên tờ National Interest, tác giả Daniel Davis cho biết, ông đã cảnh báo ngay từ đầu rằng không có con đường nào, dù có nguồn lực tốt đến đâu, để Ukraine có thể gây ra một thất bại quân sự hoàn toàn đối với Nga trong tương lai gần. Nga quá lớn có nguồn lực và quân số tốt để Ukraine có thể đánh bại. Ở vế thứ hai, sự ủng hộ dành cho ông Zelensky giảm sút nhanh chóng, cả ở trong nước và cả phương Tây. Viện trợ quốc tế dù được đổ vào gần đây đang hết dần trước chiến lược tiêu hao của Nga. Tác giả nhắc lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những yêu cầu tối thiểu của mình khi nói rằng để chấm dứt giao tranh, Ukraine phải giao nộp 4 tỉnh đã sắp nhập với Nga năm 2022, rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ đó và áp dụng tình trạng trung lập, không liên kết, phi hạt nhân. Ông Zelensky coi danh sách yêu cầu này là tối hậu thư đầu hàng. Tác giả đặt câu hỏi, vậy làm thế nào Ukraine có thể tránh được kết quả không mong muốn này và ông Zelensky có thể tạo ra điều gì với sự mất cân bằng lực lượng hiện tại? NATO chỉ muốn tìm kiếm một chiến thắng cho Ukraine và một tổn thất cho Nga. Tuy nhiên, phân tích tỉnh táo cho thấy đây là kết quả không thể đạt được ở hiện tại hoặc trong tương lai. Nếu phương Tây không chịu chấp nhận thực tế kết quả có thể xảy ra nhất đối với Ukraine là một thất bại quân sự, thậm chí có thể bao gồm việc mất Odessa và Kharkov và nhiều lãnh thổ hơn cả tối hậu thư của ông Putin. Đó là một lựa chọn khủng khiếp, nhưng vào thời điểm này, tốt hơn hết là cả Ukraine và châu Âu nên tìm kiếm một giải pháp thương lượng khó chấp nhận nhưng có thể đạt được thay vì phớt lờ thực tế và cuối cùng phải chịu nỗi nhục nhã của một thất bại quân sự quyết định. Tuy nhiên về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định niềm tin vào Ukraine đã không biến mất khỏi Ukraine. Niềm tin của người dân và lực lượng vũ trang và vào chính họ vẫn không hề mất đi. Ông cho biết thêm, nói về tâm lý mệt mỏi, tôi thừa nhận điều này là có, nhưng mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề này. Chúng tôi đều là con người, kể cả khi các bạn làm công việc mà mình yêu thích, bạn vẫn trở về nhà vào buổi tối trong sự mệt mỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn sẽ nghỉ làm vào buổi sáng hôm sau. Ông tuyên bố, bất chấp tâm lý mệt mỏi, Ukraine vẫn sẽ không từ bỏ vào đầu hàng nga. Ông cũng cho biết. Ukraine sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu, EU. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi thậm chí không có lựa chọn đó. Chỉ có Nga tuyên truyền rằng mọi thứ ở Ukraine đều tồi tệ và rằng họ đang nắm thế chủ động. Điều này không hoàn toàn đúng." Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay: "Người Nga có nhiều vũ khí trong tay hơn quân đội của chúng ta. Hiện tại, đây là thời điểm đầy thử thách, không hề dễ dàng. Các đối tác sẽ dần dần thông qua gói viện trợ mới cho chúng ta, nguồn cung vũ khí sẽ được nối lại. Chúng ta sẽ chiến đấu vì mọi thứ." Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc John suk yeol đã kêu gọi Moscow đưa ra lựa chọn giữa hai miền Triều Tiên. Theo ông, sự hợp tác quân sự của Nga với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thể hiện mối đe dọa rõ ràng và thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và châu Âu. Đồng thời trước đó, Seoul cũng thừa nhận khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, xét về xuất khẩu vũ khí, Hàn Quốc đứng thứ 9 trên thị trường toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022. Hàn Quốc là một trong hai quốc gia châu Á được xếp hạng trong số 25 nhà cung cấp hàng đầu, tiếp đến là Trung Quốc. Seoul vốn vẫn phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong nhiều thập kỷ, ngày nay cung cấp gần như 100% nhu cầu cho lực lượng vũ trang của mình. Hanwha, Hyundai Rotem, LIG Next One, Hyundai Heavy Industry, Kia Motors, Korea Aerospace Industry, KIE, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của những gã khổng lồ của ngành công nghiệp phương Tây như Rheinmetall của Đức hay Lockheed Martin của Mỹ. Hàn Quốc đã phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự để bảo vệ mình khỏi các nước láng giềng không thân thiện như Triều Tiên, Trung Quốc và một phần là Nhật Bản. Nhưng hiện nay, sản xuất quân sự mang lại rất nhiều cho ngân sách quốc gia. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chang Ho Jin tuyên bố Tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả phụ thuộc vào những gì Nga sẽ làm. Liệu có còn danh giới nào cho chúng tôi nếu Nga cung cấp vũ khí chính xác cao cho Triều Tiên? Bình luận trên được đưa ra sau khi ông phát biểu trước truyền thông rằng chính phủ Hàn Quốc có thể cân nhắc lại việc tự cấm mình không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trả lời phỏng vấn, vị cố vấn này nói cụ thể hơn rằng nếu Nga cung cấp vũ khí chính xác cho Triều Tiên, điều đó sẽ làm thay đổi mối quan hệ của Seoul với Moscow. Ông cho biết những hành động gần đây của Nga đang dần tiến gần đến ranh giới đỏ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra cảnh báo và nói thêm rằng loại vũ khí mà Hàn Quốc hỗ trợ cho Ukraine có thể thay đổi tùy thuộc vào phản ứng của Moscow trong tương lai. Đến nay, Hàn Quốc chỉ hỗ trợ phi sát thương cho Ukraine để tránh căng thẳng với Nga. Tuy nhiên, ông Trang cho biết, Nga cũng cần có những nỗ lực tương xứng. Ông Trang nêu rõ, nếu Nga muốn khôi phục và phát triển quan hệ Hàn Quốc-Nga, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng họ cần phải xem xét cẩn thận các hành động của mình.